Cô Lưu Nguyễn Bánh chào quý bà con nha. Thì hôm nay mình trở lại nhà vườn Nguyễn Văn Giang, có một số mặt hàng hoa giấy rất đẹp để giao lưu cùng bà con nha. Đặc biệt có cái lô ngũ sắc đang chuẩn bị chớm nở đẹp nha bà con. Rồi một màu lửa, hai màu lửa cũng có rất là nhiều. Rồi mình cùng gặp anh Giang quen thuộc nha. Chào anh Giang. Rồi chào anh Liêm và chào bà con ha. Bắt đầu vô thông số rồi bà con. Cây số 1. Cây số 1 là cây tím bướm nha bà con. Cao nó 82 ạ. Ngang nó 60. Cao 82 ngang 60, mình cổ là 11 và rưỡi ạ. Mã số 1 nó quay vòng luôn là một rễ ha. Cái gì là 250k cả nhà, 250 cho mã số 1 cả nhà, tím bướm ha. Rồi mã số 2 này là 6-7 màu cả nhà. Thường ngũ sắc chứ thật sự ra nó 6-7 màu. Cái này là 5 màu Thái, với lại nó có thêm là tím Pháp. Cao tới này là mình tính đo 1 mét thôi. Cao 1 mét, ngang nó 70. Này như 6-7 màu không nha cả nhà. Nó có tím Pháp với cẩm thạch tím tuyết. Mình có nó 12 ạ. Mã số 2 cả nhà, cái này là 6-7 màu hay mã số 2 ha. À nó không phải là cẩm thạch tím tuyết mà nó có tím tuyết với lại là tím bướm hoặc là tím Pháp nha bà con. 6-7 màu. Cái như vậy là mã số 2, 6-7 màu là 370k cả nhà. 370k cho mã số 2 cây 6-7 màu nha cả nhà. Rồi mã số 3. Phớt hồng nha cả nhà, đang búp ha. Phớt hồng Sakura. Cao là 85 ạ. Phớt hồng Sakura cả nhà. Ngang đó là đâu rồi? Ngang 60 ạ. Cao 85 ngang 60. Cổ là 12 cái nhà mình đây. Mã số 3. Đó, quay cái nhà tham khảo ha. Cái gì là 280k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà. 280 luôn. Mã số 3. Mã số 3 phớt hồng. Lên một màu ra. Đây là tím lửa nha cả nhà. Mã số 4. Số 4. Cao tới đọt là 95 ạ. Ngang đây qua đây là 75 cả nhà. Cao 95 ngang 75 ạ. Còn cổ đo cho nhỏ đi. Nhỏ là 15 rưỡi nha cả nhà. Để quái uống lượng. Hai gửi nó vắng với nhau ha. Mã số 4 cả nhà. Này tím lửa nha cả nhà. Mới búp bông ha. Cây vậy là 350k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà. 350. Gửi cái tím lửa mã số 4 nè. Ok, tím Pháp. Tím Pháp nè cả nhà, mã số 5 ha. Cao là 1m05 ạ. Ngang nó 75 ạ. Cao 1m05 ngang 75. Vành là 10 rưỡi nha cả nhà. Mã số 5 ạ. Tím Pháp ạ. Cái vậy là 350k cả nhà. Bao sống bao ship toàn quốc cả nhà mình luôn ha. Tím Pháp mã số 5 cả nhà. Rồi, mã số 6 cả nhà mình đây. Vẫn là phớt hồng Sakura cả nhà. Cao tới đây là 83. Ngang đây là 48. Hoành cổ là chưa được. Rồi, hoành cổ 10 cái nhà mình đây. Mã số 6 ạ. Phớt hồng Sakura. Cái gì là 250k cả nhà. 250 ạ. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, tên mã số 7 cái nhà mình đây. Đúng. Cây tím Pháp rất tàng đặc ha. Đang búp tàng đặc. Cao nó 90. Ngang nó 85.
cao 90.000, 85.000 cả nhà. Còn cổ là 10.500 ha. Mã số 7 cả nhà mình ơi. Cây này là 300k luôn nha cả nhà. Bao sống bao ship toàn quốc để tím Pháp nha cả nhà. Mã số 7 ha. 300k mã số 7 cả nhà mình ơi. Tím Pháp. Tím Pháp thơm tàn tròn mà đang rất là nhiều hoa luôn nha bà con. Này nó là ngũ sắc nha cả nhà. Này là 6 7 màu nha cả nhà. Cao tới đọt đi. 1m5 ạ. Ngang đây là 75 ạ. À, này ngũ sắc bò tím tuyết nữa nè. Cao là hoành cổ là 12 cứ nha cả nhà. Mã số 8. Này kêu là ngũ sắc nha cả nhà. Xin mời tới 6 7 màu lận. Cái gì là 370k cả nhà. Bao sống bao ship toàn quốc ha. 370k mã số 8 ạ. Đó. Rồi, tới mã số 9 luôn nha em ơi. Cũng ngũ sắc nữa nha, da sáp bảy màu không nha. Cao tới đây là 90 ạ. Ngang đây tính 70 thôi. Cao 90 ngàn đầu 1.5 ha, thêm ghế phụ nữa ôm nhau nữa ha. Mình cổ là 14.5 nha cả nhà. Mã số 9 ha. Dạng ngũ sắc nha cả nhà. Cái này là 370k luôn nha cả nhà. Bao sống bao ship toàn quốc luôn ha. Ok. Trong 5M2 thì nó có thêm một là tím Pháp hoặc là tím tuyết nha con. Đó, cái này 1.5 luôn nè. Đây, 1.5 lắc lượng luôn nè. Đây, như cái này là có cái cây tím Pháp nè. Đợt và tím Pháp. Cái này em tính cao nó 1m nha cả nhà. Cao 1m ha. Tăng ngang 70 ạ. 1.5 lắc lượng luôn ha. Cao 1m tăng ngang 70, vẫn là ngũ sắc nha cả nhà. Này nó ngũ với 6 7 màu không nghe cả nhà. Để lắc lượng. Quanh cổ nó là 13.5 ạ. Mã số 10 ha. Ngũ sắc này. 370k bao sống bao ship toàn quốc nha cả nhà. 370k mã số 10, ngũ sắc luôn ạ. Đó, cái tím bướm bự này cả. Một cái củ phôi rất là đẹp luôn. Phôi đá nè. Cây đang hoa. Cao nó 75 ạ. Tăng ngang nó 52 ạ. Mình cố là 17 cái nhà mình đây. Mình cố ha. Bài đế là tới 38 hơn. Mở 12 ạ. Cái gì là 550k cả nhà. Tím Pháp ha. 550k. 550 cho cục phôi vậy luôn nghe cả nhà. Cái tím Pháp vậy luôn ạ. Mã số 12 ạ. Lại tới màu này luôn cả. Cam lửa cả nhà đó. Mã số 13 ha. Một màu lửa. Cam một màu cả nhà. Cao này 80 hơn. Tăng ngang nó 65. À, đế sạch đẹp luôn ha. Mình có là 13.5 nha cả nhà. Cam lửa. Mã số 13. Cây gì là 350k cả nhà. Bao sống bao ship luôn ạ. 350. 350 cam lửa mã số 13 nha cả nhà. Rồi tới cây này cẩm thạch hồng hả, như trắng vậy. Cẩm thạch trắng hồng cao 60, ngang nó 50, mình có là 15.5 ạ. Mã số 14. Cây gì là 300k luôn nha cả nhà. 300k cho cẩm thạch luôn nha cả nhà. Mã số 14 ha. Cái mã số 15 vẫn là này phớt hồng đó nha. Phớt hồng Sakura. Cao nó 70. Tăng ngang 50 ạ.
Mình có là 12 cái nha. Mã số 15. Cái phớt hồng là 300k cái nha. 300k ảm bao sống bao ship toàn quốc cho phớt hồng Sakura ha. Mã số 15 cái nha. Rồi, giờ cục phở bự nữa kìa. Mã số 16. Tím bướm này cái nha. Cao là 79 ạ. Tới ngang là 53. Mình cố là 20 hơn. Cổ 20 hơn cái nha. Ha, cổ. Cục phôi quá trời đất. Phôi bự nha. Bự. Số 15 hả? 16. Mà số 16 cả nhà mình nè. Mã số 16. Cái tím bướm này vẫn cái này 550k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà mình luôn ha. 550k. 550 ạ. Cho mã số 16 tím bướm luôn ạ. Phôi bự ạ. Mã số 17 cái nhà mình đây. Rồi, tím bướm bự okay, tràn luôn. Cái màu hoa như cục phôi vừa rồi. Cao này 79 ạ. Tăng ngang là 60. Mình có là 13 cái nha. Một rễ. Một rễ ha. Mã số 17. Cái gì là 350k cái nha. 350k cái tím bướm mã số 17 này ha. Rồi, tới tím lửa nha mình ơi. Mã số 18. Mã số 18 tím lửa ạ. Cao 95. Tăng ngang 70. Mình có là 12 cái nha. Mình có 12. Mã số 18. Mã số 18 cái tím lửa này là 360k cái nha. 360k. 360k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà mình luôn ạ. Mã số 19 cả nhà mình đây. Tím bướm. Cao 85. Ngang 45. Mình có là 10 gửi. Một rễ lắc lửa. Một rễ lắc nữa cả nhà. Mã số 18 hả? 19. Mã số 19 cả nhà. Cái gì là 250k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà. Tím bướm này ha, mã số 19 là 250 ạ. Rồi, ok. Một rễ lắc lượng đẹp quá nha bà con. Số 20. Tới mã số 20 tím Pháp nha cả nhà. Cao nó là 70. Ngang nó là rồi. Ngang là 68. Mình khổ là 10 cả nhà mình ơi. Mã số 20 cả nhà. Tiếng Pháp ha. Đó, cây gì là 270k cả nha. 270k cây tiếng Pháp này nha. Bao sống bao ship toàn quốc cả nha. Mã số 20 ha. Rồi. Mã số 21 cả nhà mình đó. Một cây tiếng lửa cả nha. Cao gì? Cao 1m15 ạ. Tăng ngang này là 78 ạ. Mình cố đây là 12 hơn cái nhà mình ơi. Mã số 21 ha. Cây cũng một rễ lắc lắc. Một rễ lắc lắc nha cả nhà. Tím lửa ha. Tím lửa này là 360k cái nhà. Em bao sống bao ship toàn quốc ha. 360. 360 cái tím lửa luôn ạ. Mã số 21. Rồi, tới mã số 22. Tím lửa cái nhà mình ơi. Cũng là tím lửa luôn. Cây đang hoa nhiều nha bà con. Cao nó gì là 1m1 cái nha. Ngang là 60. Mình cổ nó là 10 gứ nha cái nha. Cây 2 rễ cao. Cây 2 rễ cao nha. Cây mã số 22 ha. Cây vậy là 350k cái nha. Tím lửa này ha. 350. 350 mã số 22 cái tím lửa nè.
tím bướm của nhà mình đó. Đây là số 23. 23 cả nhà. Cái này là cao 78 ạ. Ngang nó là 58 ạ. Quanh cổ là 9 nha cả nhà. Mã số 23 là tím bướm ha. Cây gì là em cho luôn cái nhà mình là 250k cả nhà. 250 luôn ạ. Bao sống bao ship toàn quốc luôn cả nhà. Ok. Rồi bắt đầu lên mã chót cả nhà. Mã 24. Đây. Tiểu Ấn Độ. Ấn Độ cả nhà. Sufria. Giờ em tính này nó dài quá, em tính trung bình nó là 1m nha cả nhà. Tính nó cao 1m nha. Ấn Độ ha. Ngang nó là 58 ạ. Cao 1m ngang 58. Mình có 12 cả nhà mình ơi. 24. 24 cả nhà, mã chót cả nhà. 24 ạ. Cái Ấn Độ vậy là 360k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà. Rồi chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video sau cả nhà. Rồi cảm ơn anh Giang nha. Mến chúc bà con một ngày xem video thật vui vẻ nha bà con. Mọi chi tiết bà con có liên hệ với số điện thoại ở phía dưới để gặp trực tiếp nhà vườn anh Giang nha. Có rất là nhiều hoa giấy đẹp như thế này đây. Rồi bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.